Hôm nay có một cái sự cố hồ cá coi về dàn ba ki. Một là nó mục, hai là nó bị rớt ốc. Mình cũng không biết là nó bị gì nữa. Bây giờ mình tháo ra, nói chung là nó sập xuống rồi. Xài nước muối đồ nhiều thì nó sẽ mục, nó sẽ bị rét đi. Nó sẽ không còn bị xấu như vậy nữa. Đó, nó đang sập xuống nè, ghê không? Nó rớt cái cây chính giữa trước nè, cây này nữa nè. Đó. Đó, nó gãy cái cây này, đầu tiên là nó gãy cái cây này. Nhìn lại cái vật liệu lọc mấy năm qua này cả nhà, ghê không, nó đen thui hết rồi nè. Mà lần đầu tiên mình thấy cái san hô nó bị tiêu hủy cả nhà. Rồi tháo xong hết ra rồi cả nhà, nói chung là banh xác luôn. Rồi, hello, xin chào cả nhà, quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường nha. Hôm nay có một cái sự cố hồ cá coi về dàn ba ki. Sẵn dịp mấy anh em kêu mình quay cái thông số hồ của hồ nhựa. Đây, hồ nhựa ngoài kìa. Đó nên sẵn tiện thì mình quay chia sẻ với mọi người về cái sự cố này, rồi cái gì mai mốt anh em làm được kinh nghiệm ha. Mình thì mình xài mấy năm rồi, tới giờ nó mục nó hư thì cũng đúng thôi. Đây là cái hồ mình dưỡng cá, mấy em cá Việt thôi. Hồ này có thể tích là khoảng 4 khối 2. Rồi bây giờ cái cây mà mình làm bằng bằng cái chữ L đó nha. Có một cái chữ L để đỡ cái ba ki. Một là nó mục, hai là nó bị rớt ốc. Mình cũng không biết là nó bị gì nữa. Bây giờ mình tháo ra, nói chung là nó sập xuống rồi. Đó, bây giờ nó sập xuống rồi, bây giờ mình sẽ tháo từ từ xuống để mình coi thử nó bị cái gì. Chứ còn nếu mà không có những cái sợi dây mà ràng vô á là nó sẽ đổ sập ra ngoài luôn nha. Nó sẽ sập xuống đây luôn. Đó thì mình xài khoảng chừng vài năm mà trong quá trình nuôi cá coi này, thì cả nhà biết rồi, mình sẽ xài nước muối đồ nhiều quá. Nó sợ quá nó trốn hết rồi vậy. Xài nước muối đồ nhiều á thì nó sẽ mục, nó sẽ bị rét đi. Nên một là cái nhà sẽ làm cái cây đỡ bằng inox. Hai thì mình phải làm bằng xi măng, bằng tường á, mình xây cho nó chắc chắn lên ha. Để lát mình coi thử nguyên nhân nó là gì mình quay tiếp. Bây giờ tạm thời là mình sẽ tháo từ từ xuống, tháo từ những cái dàn cầu bà mình tháo xuống hết, xong bắt đầu mình coi thử nó bị gì rồi mình tính tiếp. Ngày trước á cả nhà, thì cái ba ki nó sẽ là màu trắng chứ nó không có màu đen. Nó sẽ màu trắng, xong cái mình sơn đen lên. Mình sơn đen lên nên bây giờ mình lột ra hết chứ nó tróc cái sơn ra nè. Nó hơi xấu nha. Còn hiện tại bây giờ cái loại ba ki nhựa này á thì nó là đã có sản xuất bằng nhựa đen luôn rồi. Nó sẽ không còn bị xấu như vậy nữa. Đó, nó đang sập xuống nè, ghê không? Mà khi nó sập như vậy thì nó sẽ bị gãy ống nha, tại vì ống mình nối với nhau là nó sẽ bị đi về luôn. Thì khi mà đã bị hư như vậy thì phải tháo ra làm lại từ đầu hết nguyên cái dàn lọc rồi luôn. Thì mình sẽ sửa và cố gắng tận dụng lại được những cái dàn nào mà nó còn xài được. Còn nếu mà không xài được thì bỏ luôn. Nó gãy thì mình bỏ luôn. Tại vì bằng cái nhựa này thì nó cũng ấy. Nhưng mà bữa giờ mình xài cũng lâu lắm rồi. Chắc cũng 2-3 năm gì không nhớ. Không, cái nhựa thì xài lâu rồi. Nhựa thì 5-6 năm rồi. Nhưng mà cái dàn này mình mới lắp lên lại trên này thì chắc cũng 2 năm hay là 3 năm gì đó. Còn cái về cái cây ba ki này thì 5-6 năm rồi. Tại vì mình làm từ cái thời ở trong cái kho cá bên kia, rồi làm dời qua tới đây tùm lum hết á. Nhiều ba ki lắm. Với lại những cái dàn ba ki này mình còn rất là nhiều luôn. Mình còn một cái kho ở bên phía trong nhà phía kia nữa. Hai cái cây ba ki này nó sẽ nối lại với nhau nè. Đó, nó nối lại bằng cái ống này. Bây giờ đó, cái cây này nó toạt ra cả nhà. Đó, cái cây này nó bung ra nè. Nó bị đứt cái sợi kẽm chính giữa nè. Nó đứt cái sợi kẽm chính giữa, cái nó toạt ra. Nó toạt ra. Nó rớt cái cây chính giữa trước nè, cây này nữa nè. Đó. Nó gãy cái cây này, đầu tiên là nó gãy cái cây này. Đầu tiên là nó gãy cây chính giữa. Bây giờ cái đó hình như không bưng được đâu con. Cái này bây giờ nó dính vô cái kia rồi. Bây giờ con cứ đi về con bưng cái dàn kia xuống đi. Bưng hết ha, bưng cái dàn này xuống rồi. Có nghĩa là mình sẽ tháo xuống mình làm lại từ đầu á. À từ từ. Con gỡ cái này lên, bưng cái này lên bỏ lên đây đi. Bỏ lên cho nó đỡ trên này được không?
Trời, gãy tù lơ rồi, chắc không được rồi. Thôi kể đi. Kể đi, kể đi. Lấy cái kèm nữa không? Xuống lấy kèm, bấm tháo hết đi. Thấy ghê không ở nhà? Nói chung là mấy dây sắt bây giờ nó rét này. Bây giờ thấy cái rét ghê không? Nó rét kinh thiệt chứ. Nói chung là mình làm cái này thì mình cũng dự tồn trước rồi, cỡ nào nó cũng bị thôi. Nhưng mà mình cứ tận dụng lại đồ cũ, những cái kẹp đó đều là đồ cũ từ trong những cái vàng kia ra. Thôi xài mấy năm đó thì cũng mấy rồi. Bây giờ mình có thể, chắc mình đi kiếm cái cây loại bằng inox á, mình gắn. Mấy muốn bây giờ mình sửa vàng này đúng không? Mình sẽ gắn cây inox vô cho nó chắc. Làm là cho nó chắc cú luôn, nó không bị nữa. Giờ bây giờ phải tháo từ từ, tháo ra hết. Lỡ làm mày làm lại luôn, tháo ra vệ sinh làm lại luôn. Do mùa này kinh tế khó khăn, bán cá cũng không có được bao nhiêu hết. Cũng ít bán cá lắm. Nên bây giờ sẵn là làm lại rồi, muốn có cá về thì mình xài nhiều hơn luôn ha. Nhìn lại cái vật liệu lọc mấy năm qua này cả nhà. Ghê không, nó đen thui hết rồi nè. Mà lần đầu tiên mình thấy cái san hô nó bị tiêu hủy cả nhà. Có nghĩa là san hô mình để nguyên một khay dày mà nó mục luôn nè cả nhà thấy không? Ồ, cái này bây giờ mình mới biết luôn á, mình mới biết là san hô nó mục luôn cả nhà. Nè nó mục luôn, nó mục xong nó rụng hết luôn. Có nghĩa là mình để một khay đầy luôn, bây giờ nó còn cái chừng này à. Hay ha. Hồi đó thì mình không biết là san hô nó mục cỡ đó luôn á. Thì cũng mấy năm rồi không có để ý tới. Bây giờ nó đâu hết trơn luôn. Tự nhiên nguyên khay vật liệu lọc bây giờ còn có một miếng rồi. Còn có miếng bên này à. Giống như chang là cái nước nó thấm bên kia nhiều á, còn nước bên này thấm ít nè. À, xi mắc, san hô, đá lòng vũ, sứ thanh. Rồi tới sứ thanh tầng cuối nữa là tổng cộng là mình làm 5 tầng á. Xem bổ cái mình bông à. Ồ, cái cây kia chắc cũng sắp rụng rồi. Cả nhà thấy cái vàng bên này nó xét hơn không? Cái vàng bên kia thì nó còn mới rồi. Không phải nó mới mà nó không có xét bằng thôi. À, chắc là mình cũng tháo xuống mình làm luôn một lần. Ê, đập trên đó nó hư đúng không? Cái này bây giờ bỏ ra ngoài đây nè. Bỏ ra ngoài nè. Kéo ra đi. Kéo ra đi. Rồi để đây đi. Để xích phía đó đi. Kéo qua tới kia. Kéo qua không, phía trước á. Để chỗ này lát mình đi ra đi vô nữa. Đúng rồi. Đừng quên đạp lên đây là lủng luôn á. Bây giờ không có cách nào con lấy từ từ xuống trước hả? Bung ra nó rớt hết không? Tháo nó ra nó rớt hết không? Ý là mình nhúc chích mình lấy từ từ lỏng lấy từ cái khay đầu tiên xuống bớt đi không? Ờ cái chỗ đó nó chặt quá hả? Này chắc tháo ra là nó gãy hết luôn. Thôi kệ giờ lỡ rồi. Làm lại từ đầu thôi chứ giờ sao? Rồi tháo xong hết ra rồi cả nhà. Nói chung là banh xác luôn. Đó, bây giờ mình tháo ra bắt đầu mình lấy ra mình vệ sinh hết từng tầng. Xong rồi bắt đầu mình lấy vật liệu ra vệ sinh xong rồi mình sẽ đăng lên để thanh lý. Mình sẽ thanh lý những cái bộ này và mình quyết định là mình không có lắp lên đó nữa. Và chuẩn bị chỗ này mình sẽ mở một cái cửa bên hông. Mở cửa ra mình sẽ làm thêm một hồ cá làm bằng kiến nữa. Có nghĩa là mình sẽ tập trung vô một cửa hàng bán lẻ. Mình sẽ mở nguyên cái mặt bằng ở phía trước này. Làm cửa hàng bán lẻ về máy móc, về vật liệu, về máy bơm, về hồ cá kia, hồ kính nữa nha. Nói chung là dự định vậy thì mình sẽ bỏ luôn cả cái dàn lọc bên kia luôn. Đó, cái hồ cá này mình sẽ nuôi bán cá koi. Rồi những làm thêm những cái bộ hồ kính cá nhỏ nữa. Để mình làm cá bán lẻ cho mấy dân địa phương luôn. Rồi cái này thì tạm thời mình sẽ tháo ra, mình sẽ bán thanh lý hết. Đó, nên mọi người có nhu cầu thì mình sẽ lắp đặt miễn phí trong vòng 100 km. Và giá thanh lý lại cho mọi người ha. Mọi người inbox bên cái số Zalo để mình để dưới cho bên mình sẽ tư vấn cho cả nhà. Nói chung là sẽ thanh lý hết cho mọi người hết luôn. Để tất cả cái vàng này luôn. Đó rồi, cái này thì mình sẽ rửa vệ sinh và chạy lọc. Và mình sẽ bỏ full vật liệu vô trong ba cái ô này. Đó, cái hồ này thì cái hệ thể tích hồ này là 4 khối 2. Cái lọc là 800 lít. Tổng cộng là 5 khối. Tổng cộng là cái hồ này 5 khối.
thì cái lọc có 800 lít và cái hồ là 4.2, thì 800 lít này mình chia ra là 3 ô, đi 2 hút mặt, đi 1 hút mặt 960 và 1 hút đáy 90. Liệu lắng số 1 mình chứa UV và chổi, ô số 2 là xi mắc gen nét, ô số 3 là sứ thanh và đá lọc vũ và máy bơm. Bơm thì mình sử dụng bơm Ferihan 18.000. Thì cái hồ này mình sẽ bỏ phun vật liệu vô. Bỏ phun vật liệu vô thì để cho nước nó trong lại. Bây giờ đang vệ sinh lại, mới vệ sinh lại thì nước nó hơi đục ha. Nói chung cái hồ này là hồ composite, vận chuyển lắp đặt xuống cái bụp cái là xong, đào cái lỗ thôi chứ không có xây dựng gì, không bao giờ sợ thấm luôn. Và cực kỳ rẻ tiền hơn là hồ mình xây. Tại vì nếu mà hồ mình xây mà mình trang trí á, và cái khâu chống thấm đồ á, thì mình thấy là nó sẽ rất là mắc tiền. Vì cái khâu bây giờ là cái nhân công thợ xây nó rất là cao, nên mình mua cái này về mình đặt xuống thôi. Còn mà thợ xây đồ gì tùm lum nó phiền phức lắm. Còn dụ mà mấy anh em muốn trang trí á, thì chỉ cần đào cái lỗ xuống, tốn tiền công đào lỗ, đặt cái khung này xuống là xong rồi, bắt đầu mình trang trí lên cái thành, mua đá về xếp lên thành cũng được, tốn tiền trang trí nữa. Thì mình thấy là cái phương án này nó rẻ hơn. Còn mà mấy anh em muốn thích xây thì xây ở đây là nó kiên cố, nó đẹp, xây nó đẹp hơn cái này nha. Đó, nên mấy anh em thích cái nào thì thích tham khảo. Đó, còn cái hệ lọc thì mình làm thì chắc chắn là nước sẽ trong rồi. Mình chỉ cần bỏ phun vật liệu và làm mấy bơm bơm phân, có nghĩa là bơm phân tự động. Cứ mỗi ngày nó sẽ bơm phân ra ngoài đường 10 phút chẳng hạn, thì nước thì chắc chắn nó sẽ không có dơ rồi ha. Đó, giống như cả nhà thấy mấy cái hồ của mình nước lúc nào cũng trong hết. Đó, nên bây giờ tháo cái vàng đi, tháo vàng này cũng được, nó vẫn trong thôi. Chẳng qua hồi xưa là mình thích làm là mình làm cho để mình làm nuôi dưỡng cá nhập cho ăn nhiều cho nó lớn á. Còn giờ mình tháo luôn để mình dưỡng thôi, quyết định vậy rồi. Rồi hôm qua giờ bật xong rồi, sáng nay nước nó trong trong lại tí nữa nha. Tháo xuống rồi. Mà cái vàng bên kia thì mình mới vừa đăng bài viết thôi là mua, mọi người rồi mua gần hết rồi, còn một bộ đang vệ sinh rồi phơi, thì giặt phơi lại. Mỗi lần mà mọi người vệ sinh á thì mọi người bỏ men vi sinh lại nè, hoặc là đánh thuốc tím lại cũng được. Rồi men vi sinh, thuốc tím sau 3 tiếng 4 tiếng rồi mình đánh men vi sinh. Còn này mình hôm qua giờ mình chưa có đánh, tại mình đợi hôm nay sửa lại cái lọc á, nó nước nó bị tràn vào một cái lỗ. Cái lỗ đó là lỗ nước ra của bơ kỳ á, bây giờ nó đang vô nên mình chưa có làm. Mà hôm nay sáng nay đợi mấy bạn nhân viên lên rồi mấy bạn làm rồi mình mới đánh men vi sinh. Chậu bà nè, chậu bà bỏ anh đó mà nó ra tốt ghê quá nha, một đống luôn. Bên kia nó cũng lên một vàng rồi kìa. Bây giờ không biết cái này bỏ đâu hết. Chắc đem bỏ quá, hết chỗ để rồi. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà ở trong video tập kế tiếp nha. Bye bye. Thank you.